Mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi ngày thứ ba, 28 tháng 2 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm Quý Mão ngày này là ngày Đinh Tỵ tháng Ất Mão năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày hát đạo các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh giờ Bính Ngọa từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thìn Lao giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cầu Trần giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ kỳ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chủ tước. về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày đinh tỵ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi tân hợi quý hợi ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tý về tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ hợi quý hợi quý xỉu quý tỵ và quý mùi tuổi xung trong tháng tuổi kỷ dậu đinh dậu tân mùi và tân xỉu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao thiên phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết hợp đồng sao nguyệt ân tốt mọi việc sao thánh tâm tốt mọi việc nhất là cầu phúc tế tử, sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao dịch mã tốt mọi việc nhất là xuất hành. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tử, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao vãng vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương sao quả tú xấu đối với cưới hỏi sao không phòng kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính đông và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết ngày thứ ba 28 tháng 2 năm 2023 cụ thể như sau nhé Tử vi thứ tư, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy, cục diện ngủ hành tứ hình xung, Tý ngọ mão dậu, khiến quá trình trao đổi, giao tiếp giữa tuổi Tý và một số bạn bè hay đồng nghiệp sẽ không được hiệu quả cho lắm. Đôi bên đang đẩy cái tôi của mình lên quá cao nên rất dễ xảy ra tranh cãi khi có bất đồng. Để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Người tuổi tí chớ nên tỏ thái độ quá gai gắt khi có ai đó làm trái ý mình. Học cách chấp nhận sự khác biệt, dung hòa với cái chung, thích nghi với mọi hoàn cảnh, điều đó sẽ tốt hơn cho bạn trong tương lai. Hôm nay là ngày có thủy hỏa tương khắc, nên chuyện tình cảm lứa đôi cũng tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Những mâu thuẫn, trái ngược trong mối quan hệ tình cảm chẳng những không được hóa giải mà ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn mệnh nên hạ thấp cái tôi, học cách lắng nghe và chia sẻ để tìm được tiếng nói chung với nửa kia. Câu quyết cho các tuổi tí. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, quá trình trao đổi với người khác không hiệu quả. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, dễ xảy ra tranh cãi khi có bất đồng do cái tôi cao. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, chớ nên tỏ thái độ quá gay gắt khi ai đó làm trái ý. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ, nên học cách chấp nhận những điều khác biệt. Từ vi tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc. Tình cảm lứa đôi tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn là số 26 và số 78 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc Cát Tường xanh dương đen quý nhân phù trợ Thìn thân Sửu tử vi thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu Xem tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng trong ngày thứ tư này có ngũ hành Sửu Ngọ tương hại làm cho vận trình của người tuổi Sửu gặp khá nhiều bất ổn bạn giải quyết công việc thiếu hiệu quả do tinh thần mất tập trung, còn có thể đưa ra quyết định thiếu sáng suốt, linh hoạt. Con sáp này nên đặt lợi ích của tập thể lên trên cùng và đôi khi phải biết chấp nhận hy sinh để không ảnh hưởng tới hiệu quả công việc chung. Sự ngang bướng và cố chấp của bạn không chỉ gây rắc rối cho bản thân mà còn có thể kéo lùi cả tập thể. Bù lại, trong ngày có hỏa sinh thổ nên tình cảm có bước tiến đáng kể. Nhờ có sự giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp mà người độc thân có thể tìm được cho mình một người tâm đầu ý hợp. Dù chuyện tương lai khó nói bởi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng hãy cứ trân trọng hạnh phúc ở hiện tại nhé. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim, vận trình bất ổn, giải quyết công việc thiếu hiệu quả. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, tinh thần mất tập trung, quyết định thiếu sáng suốt. Tử vi tuổi kỳ sửu, thuộc mệnh hỏa, nên đặt lợi ích của tập thể lên trên cùng. Tử vi tuổi tân sửu, thuộc mệnh thổ, đôi khi phải biết chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân. Tử vi tuổi quý sửu, thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm có bước tiến đáng kể. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn là số 20 và số 66. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý. Tử vi thứ tư Ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dần. Cục diện ngủ hành tam hợp, dần ngọ tuất xuất hiện trong tử vi ngày thứ tư này của người tuổi Dần, mang tới cho bản mệnh một ngày làm gì cũng dễ đạt được mục đích như mong muốn. Mọi thứ đang được bạn kiểm soát khá tốt, tiến trình diễn ra hết sức thuận lợi. Trong ngày cũng gặp được thiên ấn chiếu mệnh, cho thấy chính sự thông minh Nhạy bén và nắm bắt thời cơ tốt của người tuổi dần là bước đệm vững chắc giúp bản mệnh dễ dàng thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên, đừng quên tham khảo ý kiến của những người đi trước trong những quyết định quan trọng để hạn chế rủi ro. Trong ngày cũng gặp Mộc sinh xuất cho Hỏa lại khiến niềm vui trong ngày của những chú hồ vơi đi đôi chút do mối quan hệ đôi lứa dần trở nên lạnh nhạt, xa cách nhưng bạn vẫn chưa tìm ra phương pháp để xóa nhòa khoảng cách. Có lẽ cả hai nên có một cuộc trò chuyện để giải quyết tình trạng này. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi Giáp dần, thuộc mệnh Thủy, làm gì cũng dễ đạt được mục đích như mong muốn. Tử vi tuổi Bính dần, thuộc mệnh Hỏa, kiểm soát mọi việc ổn thỏa, tiến trình thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu dần, thuộc mệnh Thổ, dễ dàng thăng tiến nhờ sự thông minh và nhạy bén. Tử vi tuổi Canh dần, thuộc mệnh Mộc, đừng quên tham khảo ý kiến của người đi trước. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, mối quan hệ đôi lứa dần trở nên lạnh nhạt. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cắt tường Xanh lá, xanh lam Quý nhân phù trợ Ngọ, hợi, tuất Tử vi thứ tư Ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 Của tuổi mão Xem tử vi hàng ngày chỉ ra rằng Người tuổi mão bị hung vận quá lớn cản trở Nên nguy cơ đụng độ tiểu nhân trong ngày Khi vận trình có ngọ mão tương phá khá lớn Lời khuyên cho con giáp này là nên nói ít làm nhiều, đừng để mất tỉnh táo mà rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân răng ra. Ngày này, người tuổi mão cũng nên thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Mỗi dự định sử dụng tiền của bạn đều cần phải được cân nhắc cẩn thận, tham khảo các luồng thông tin đa chiều và đặc biệt không nên quá tin tưởng người nào đó. Lòng người nông sâu khó đoán, chẳng ai đáng tin hơn chính bản thân mình. Vận trình tình cảm của người tuổi mão hôm nay có phần kém sắc do ảnh hưởng của ngũ hành sinh xuất. Sự khác biệt trong suy nghĩ, quan điểm sống dần tạo ra khoảng cách vô hình khiến các cặp đôi không còn mặn nồng như thở mới yêu. Tình yêu đang chết dần theo thời gian. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, hung vận quá lớn, có nguy cơ đụng độ tiểu nhân. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, nên nói ít làm nhiều, đừng để mất tỉnh táo. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, cần duy trì sáng suốt để tránh rơi vào bẫy của tiểu nhân. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên thận trọng trong những quyết định về tiền bạc. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, vận trình tình cảm kém sắc, khoảng cách lớn dần. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cắt tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: hợi, mùi, tuất. Từ vi thứ tư, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày thứ 4 này người tuổi thìn có thực thần trợ mệnh nên vận trình tài lộc dồi dào các quyết định đầu tư hợp tác đúng lúc đem lại cho con giáp này nguồn tài chính vững chắc có thể tính tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn bạn cũng có thể mạnh dạn hợp tác hay cải tiến kỹ thuật để cho ra đời mẫu mã hàng hóa đa dạng hơn tử vi cũng chỉ ra rằng công việc cố định trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng con giáp này vẫn tiếp tục nỗ lực cố gắng để giành lấy những mục tiêu đã định dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng cũng không làm bản mệnh nhụt chí, nản lòng. lại thêm ngũ hành tương sinh nên con giáp này cũng đón nhận thêm tin mừng trong vận trình tình duyên của mình. nhờ quý nhân dẫn lối nên bản mệnh gặp gỡ được nhiều người khác phái. nếu biết tận dụng cơ hội thì biết đâu nhân duyên tới, tuổi thìn sẽ chẳng còn cô đơn một mình nữa. câu quyết cho các tuổi thìn. tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tài lộc dồi dào nhờ quyết định đầu tư hợp tác đúng lúc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, tài chính vững chắc, có thể mở rộng quy mô làm ăn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, có thể mạnh dạn hợp tác hay cải tiến kỹ thuật. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, chớ nhột chí, nản lòng trước khó khăn. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, có thể gặp gỡ được nhiều người khác phái tiềm năng. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp: đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 5 sao. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: dậu, tí, thân. Từ vi thứ tư, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tử vi cho thấy, tỷ kiên chiếu mệnh mang tới cho người tuổi Tỵ sự tự tin và quyết tâm cao độ để giải quyết những khó khăn trước mắt. Đôi khi bạn cũng có suy nghĩ bỏ cuộc khi mọi chuyện không được như ý, nhưng rồi lại tự động viên bản thân và xử lý mọi vấn đề ổn thỏa. Bản mệnh được khuyên nên mạnh dạn và đột phá hơn trong tư duy để có những tín hiệu tích cực từ sự nghiệp. Ngày này nếu con giáp này có ý định đổi việc hay môi trường làm việc thì cũng khá thuận lợi. Tuy nhiên vẫn nên cân nhắc kỹ càng vì mỗi quyết định trong thời điểm hiện tại của bạn đều có thể ảnh hưởng tới tương lai sau này nên không thể qua loa đại khái được. Về chuyện tình cảm, dường như người tuổi tỵ đang ở giai đoạn tốt đẹp, bản mệnh luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ nửa kia, mang tới cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối. Nếu cảm thấy tình cảm đã chín mùi, hãy tính tới chuyện nâng cấp mối quan hệ lên một giai đoạn mới nhé. Cầu quyết cho các tuổi tị. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, có tự tin và quyết tâm cao độ để giải quyết khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tự tạo động lực để xử lý mọi vấn đề ổn thỏa. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nên mạnh dạn và đột phá hơn trong tư duy. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nên cân nhắc kỹ càng với mỗi quyết định đưa ra. Tử vi tuổi quý tỵ, thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm đang ở giai đoạn tốt đẹp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 5 sao. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ cam quý nhân phù trợ Sửu Dậu thân tử vi thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này cục diện ngủ hành Ngọ Ngọ tự hình có thể là nguyên nhân khiến trạng thái tinh thần của người tuổi Ngọ khá bất ổn dễ bị môi trường xung quanh tác động và gây phân tâm bạn cũng sẽ phải khá vất vả với đống công việc chồng chất hỗn độn của mình trong ngày thứ ba này hầu như không có thời gian để chăm sóc bản thân. Con giáp này, ngày hôm nay nên sắp xếp công việc hợp lý, đặt ra thứ tự ưu tiên theo mức độ quan trọng cho các kế hoạch của mình để tránh tình trạng nhìn đâu cũng thấy rối ren sẽ khiến bạn rất nản trí. Bên cạnh đó, người tuổi ngọ cũng nên suy nghĩ mọi việc thoáng hơn, đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên mọi người. Lại thêm trong ngày có hỏa khí vượng, tác động không nhỏ đến tình trạng sức khỏe của bản mệnh. Bạn dễ gặp tình trạng nóng trong dẫn tới ăn uống kém ngon, mụn nhọt, loét miệng. Để cải thiện tình hình, hãy uống nhiều nước và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng với nhiều loại rau xanh. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tinh thần bất ổn, dễ bị môi trường xung quanh tác động. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, vất vả với đống công việc chồng chất, hỗn độn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, hầu như không có thời gian để chăm sóc bản thân. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, nên sắp xếp công việc hợp lý, đặt ra thứ tự ưu tiên. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, nên cân bằng chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 3 sao. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tìm. Quý nhân phù trợ, thuất, dần, mùi. Tử vi thứ tư, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Ngày thứ tư này, tử vi chỉ ra rằng trong ngày có ngủ hành lục hợp che chở, cho thấy hôm nay là một ngày may mắn với người tuổi mùi. Công việc có quý nhân dìu dắt nên bạn cảm nhận rõ mọi việc trở nên êm ả à hơn. Dù làm trong môi trường nào, vị trí nào, bên cạnh bạn vẫn luôn có những người đồng nghiệp cấp trên tốt bụng và nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ bạn. Hôm nay cũng là ngày để bản mạnh tăng thêm thu nhập cho mình. Cát khí sẽ mang tới cho người làm ăn buôn bán có lộc hơn thường ngày, vất vả hơn nhưng bù lại thì khoản lợi nhuận thu về cũng tốt hơn bình thường gấp nhiều lần. Ngũ hành tương sinh cũng giúp đường tình duyên của người độc thân có những dấu hiệu khả quan. Điều này cho thấy bản mệnh đã biết cách để cuốn hút người khác phái và xác định mục tiêu theo đuổi cho mình. Người đã có đôi thì có kế hoạch để hâm nóng tình cảm với người ấy của mình, xóa nhòa sự lạnh nhạt bấy lâu. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử Vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim, công việc có quý nhân dìu dắt, mọi việc êm ả à hơn. Tử Vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy, luôn được đồng nghiệp cấp trên giúp đỡ tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa người làm ăn buôn bán có lộc hơn thường ngày tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ vất vả hơn nhưng lợi nhuận tăng cao tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc tình duyên của người độc thân có dấu hiệu khả quan các chỉ số trong ngày sự nghiệp đánh giá Đạt 5 sao tài lộc đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. Từ vi thứ tư, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Vận trình ngày thứ tư này, người tuổi thân đang gặp được thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho tuổi thân không ít cơ hội kinh doanh buôn bán thuận lợi khi bạn đang có những lợi thế sẵn có trong tay. Sự nhạy bén với thị trường và biết cách tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp giúp con giáp này tìm kiếm được những mối hợp tác chắc chắn có lợi cho bản thân. Tuy nhiên, trong ngày cũng gặp hỏa kim xung khắc, lại khiến cho bạn và người ấy nảy sinh những mâu thuẫn từ chuyện chẳng đáng có chút nào. Đôi bên thiếu sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng leo thang. Nếu không kịp thời xử lý thì có lẽ sẽ gặp phải nhiều trở ngại hơn. Trong ngày này, những gia đình có thai phụ không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc trong nhà. Hành động này có thể làm động đến thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Người tuổi thân cũng nên chú ý khi xuất hành đi xa, nên chọn những hướng tốt như hỷ thần hướng Đông Nam hoặc tài thần hướng chính Bắc để gặp nhiều may mắn công việc dễ thành công, được quý nhân phù trợ. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, có nhiều cơ hội kinh doanh buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, tìm kiếm được những mối hợp tác tốt đẹp. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, có lợi thế nhờ sự nhạy bén với thị trường. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, Xuất hành đi xa nên lựa chọn hướng tốt để gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim. Các cặp đôi cần thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 3 sao giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. Tử vi thứ tư, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi dậu. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, trong ngày bị tương hình án ngữ, người tuổi dậu khó tập trung vào công việc khi chuyện tình cảm cá nhân quá rối ren. Đôi lứa đang để những hiểu lầm ghen tuông phá hoại mối quan hệ của mình nhưng chẳng ai chịu đứng ra là người chủ động nhún nhường và giải quyết rứt điểm. Lại thêm trong ngày có mộc kim tương xung cũng báo hiệu chuyện tình cảm của người độc thân vẫn chưa có nhiều tiến triển. Bản mệnh cứ ôm mãi nỗi đau đã qua mà không chịu mở lòng mình để nhìn thấy còn bao nhiêu người sẵn sàng đem lại hạnh phúc cho mình và bản thân bạn cũng xứng đáng có được niềm vui mới. Cũng bởi để chuyện riêng chiếm hết tâm trí, nên con giáp này chẳng còn đầu óc để lo nghĩ cho công việc, các nhiệm vụ tồn động hiệu suất sụt giảm. Thái độ làm việc hời hợt và uể oải của bạn có thể khiến cấp trên không hài lòng, nhất là khi nó còn ảnh hưởng tới những người khác. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử Vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy, muộn phiền vì chuyện tình cảm cá nhân quá rối ren. Tử Vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận hiểu lầm và ghen tuông phá hoại tình cảm. Tử Vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ tình trạng của người độc thân vẫn chưa có tiến triển. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, khó tập trung vào công việc vì mải chuyện riêng. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, nên tránh thái độ làm việc hơi hợt và uể oải. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, tị, Sửu thìn. Tử vi thứ tư, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi tuất. Bước sang ngày thứ tư này, nhờ có tác động tích cực từ cục diện ngủ hành tam hợp, dần ngọ tuất trong ngày này mà tuổi tuất có nhiều cơ may trong tình cảm. Con giáp này không phải tốn nhiều thời gian công sức nhưng vẫn gặp được đối tượng ưng ý. Dù bản mệnh và người ấy vừa mới quen nhưng tình cảm tiến triển rất nhanh bởi sự đồng điệu đến từ tâm hồn. Trong ngày này dù công việc đôi khi có những vấn đề bất ngờ xảy ra, nhưng con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hoảng loạn, giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa. Bản lĩnh và kinh nghiệm đương đầu với sóng gió tích lũy từ trước giúp bạn vượt qua trông gai và khẳng định được vị thế của mình. Cát khí hôm nay còn rất có lợi cho những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, việc làm ăn xuân sẻ nên bạn kiếm được nhiều lợi nhuận cho mình. Hãy có kế hoạch tài chính cho mình rõ ràng hơn để kiếm được mà vẫn giữ được tiền trong tay. Cầu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tình cảm xuân sẻ, gặp được đối tượng ưng ý. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, tình cảm tiến triển nhanh bởi tâm hồn đồng điệu tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc giữ được bình tĩnh không hoảng loạn trước khó khăn tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim có bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trông gai tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy việc làm ăn suôn sẻ kiếm được nhiều lợi nhuận các chỉ số trong ngày sự nghiệp đánh giá đạt 5 sao tài lộc đánh giá đạt 5 sao Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Từ vi thứ tư, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Vận trình ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy, hung thần thiên quan đeo bám, công việc của người tuổi hợi có phần trục chặt, kém suôn sẻ hơn ngày trước đó. Rất có thể bản mệnh sẽ phải đối mặt với những trở ngại do tiểu nhân gây ra. Người này cố tình hãm hại, phá hoại mọi công sức mà bạn đã mất công gây dựng trong thời gian vừa qua. Ngày hôm nay, nếu người tuổi hợi không sớm tìm ra nguyên nhân và giải quyết kịp thời, thì có thể sự nghiệp còn xa suốt hơn nữa. Nhất là khi kẻ tiểu nhân trong tối còn bạn ngoài sáng, bạn sẽ không thể lường trước kẻ đó còn có thể dở trò gì nữa. Hôm nay còn là ngày có thủy hỏa xung khắc, nên chuyện tình cảm của người tuổi hợi cũng khá bấp bênh. Những đòi hỏi vô lý và lối áp đặt suy nghĩ của mình lên nửa kia dễ khiến cả hai khó chịu với đối phương. Người độc thân có thể vì nhẹ dạ cả tin trao lầm tình cảm cho người không xứng đáng. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, công việc trục trặc, kém xuôn sẻ hơn trước đó tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, phải đối mặt với những trở ngại do tiểu nhân gây ra. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, tiểu nhân tìm cách phá hoại công sức đã gây dựng. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, cần sớm tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm bấp bênh, tránh lối suy nghĩ áp đặt. Các chỉ số trong ngày Sự nghiệp đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.